chịu gì nữa. Wow, bạn này nói gì thôi. Không vậy thôi. Mình dễ luôn vậy nè. Vậy á, là mỗi lần á, các bạn này nè, gặp mình á, các bạn đều bỏ chạy hết trơn á. Ủa, tại sao vậy? Không biết, không thân, không quen. Không, không quen nè. Không quen không, không quen. Không quen nè, đứng lại. Bạn nào nó không quen chạy đi cào nát mặt bạn ra bây giờ đó. Nè, mình hỏi bạn nè, hồi nãy á mình nghe mấy bạn xù xì to nhỏ gì đúng không? Đâu có. Có. Mấy bạn xù xì to nhỏ cái gì? Tụi mình đâu có nói gì đâu. Nói. Đứng lại. Mấy bạn có nói không? Nói. Tôi đi sinh nhật của bạn Gáo. Là ủa, ai mời hả? Thì không mời, nhưng mà mình ép buộc phải mời, mình bắt phải mời, được không? Mấy bà làm nhiệm vụ nhanh lên. Tối ở đây là cái bánh mẹ mình cho mình để ăn sáng nè. Cái gì? Cái đây là cái bánh của mẹ bạn cho mà ăn sáng hả? Thôi, mình không ăn đâu. Bạn ăn đi. Thôi, mẹ bạn cho bạn mà mình không ăn đâu. Mình ăn rồi, mẹ đó bà ăn đi. Ủa, bạn cho mình bánh, bạn không vui sao bạn khóc? Mình có vui. Vui mà sao khóc? Mình vui ở trong lòng. Trời ơi, vui trong lòng gì? Vui là phải cười đúng không mấy bạn? Đúng không? Vui là phải cười lên, cười giống mình vậy nè. Vừa mình thích vậy á, được không? Cười lên. Tiếp theo. Nè, bạn uống sữa đi. Ủa, sữa này của ai vậy? Của mẹ mình đó. Thôi, sữa của mẹ bạn cho bạn, mình không uống đâu. Uống đi. Thôi, mình không uống đâu. Uống đi nè. Cười lên. Ừ, phải vậy biết chưa? Nè, mình hỏi bạn nè, bạn đã học bài cho mình chưa? Rồi. Bạn có đem dụng cụ học tập cho mình không? Rồi. Được. Hồi nãy á, mình nghe mấy bạn xù xì to nhỏ nói là chiều nay đi sinh nhật của bạn Gấu, chắc chắn á là có cúc mang quà đúng không? Đâu có đâu. Được đây. Đưa cho mình. Cái này không có. Mình tịch thu. Đứng lại. Đứng lại. Ê, chịu được chơi quá à. Mình tịch thu hết luôn. Rồi, đi vô lớp đây. Mấy bạn ơi, mình không còn mình cũng được chơi. Mình vẫn có nhiều đồ chơi. Tối nay mình có nhiều đồ chơi đi chơi rồi. Làm sợ muốn chết. Sợ.
mình nói cho bạn biết, mình xin tự giới thiệu cho bạn, mình chính là hỏi nói ai cũng biết. Đây là ai các bạn? Chó sói đúng không? Trời ơi, bỏ từ chó đi. Thì con sói đó chưa? Thôi, xin phép tôi đi nha. Đứng lại. Cái gì nữa? Tôi nói rồi, bạn lấy đồ chơi của tôi đâu có dễ đâu. Được rồi, nhưng mà giờ bạn muốn cái gì? Để bạn trả đồ chơi cho bạn đâu. Tôi không trả. Được rồi, hãy coi sức mạnh của chó sói đây. Ôi trời ơi, cái gì sức mạnh gì mà sức dữ quá. Được, hãy coi đây, tuyệt chiêu cho sói. Tuyệt chiêu luôn. Tuyệt chiêu sói cao. Ngoài yếu đuối ra, chó sói còn không có sự thông minh nữa các bạn. Trời ơi, gãy móng tay mới vừa của tôi rồi. Đó là lý do mình không đi học, các bạn sẽ đi học đầy đủ nha. Nhớ nha, không được đi nghỉ học. Ứng lại. Cái gì? Giỡn với bạn thôi, coi tuyệt chiêu cuối của mình nè. Rất mệt rồi nha. Tôi làm gì làm gì? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, đau, ai da, ai da, ai da, ai da, ai da, ai da, đau, 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 xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi chạy mấy con có bao đó, tôi không lấy đi đâu, tôi sẽ quay lại. I hate you, I hate you. Anh về đi, về đi, về đi, hết chiều. Ok. Đừng cười, đừng cười giỏi. Đi đây. Đồ của bạn nè, bạn có sao không? Mình không sao hết, bạn có sao không? Mình không sao. Nè, đồ của bạn nè. Thôi, không phải đồ của mình. Đó là đồ của mấy bạn á. Trả lại cho mấy bạn á. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Ờ, hai bạn gà ơi, lại đây mình nói nè. Ôi. Lại đây, mình không có làm gì mấy bạn đâu. Lại đây. Mình xin lỗi bạn nha. Mình nói lúc nào cũng là người ăn hiếp mấy bạn đó. Lúc nào cũng lấy đồ chơi, lấy đồ ăn của bạn đó. Vậy á, mà lúc khó khăn á, lại bạn ra giúp đỡ mình. Mình cảm thấy xấu hổ quá. Mình xin lỗi mấy bạn. Mình hứa từ nay mình sẽ cố gắng học để không có ai có thể dụ lừa mình nữa. Mình sẽ dùng sức mạnh của mình để mình bảo vệ tất cả các bạn trong lớp luôn. Các bạn tha lỗi cho mình nha. Không sao đâu. Hai bạn ơi, chiều nay á là sinh nhật của bạn Gấu á. Mấy bạn cho mình đi dự sinh nhật chung với được không? Được. Yeah. Cảm ơn mấy bạn.